Alo. Thông báo, ban quản lý chợ xin thông báo, hiện nay có một đối tượng móc túi trong phạm vi chợ. Quý bà con tiểu thương và bà con đi chợ hãy cẩn thận và đề phòng kẻo bị móc rách túi. Nếu phát hiện ra đối tượng, xin hãy báo ngay cho bác Tám bảo vệ. Xin lưu ý, nhớ nói lớn vì bác bị lãng tai. Báo cho bác Tám bảo vệ, để bác Tám bảo vệ báo cho ban quản lý chợ, để ban quản lý chợ báo cho giám đốc chợ, để ban giám đốc chợ báo cho chủ tịch chợ, để chủ tịch chợ báo ngược về cho bác Tám. Ôi trời ơi. Để bác Tám có kế hoạch vận động bà con an ủi và chia sẻ đến những người bị móc túi. Lưu ý, nhớ báo giờ hành chánh, đừng báo giờ khác mà hành sát bác Tám. Thứ bảy, chủ nhật, lễ, nghỉ, ngày rằm, ăn chay. Xin cảm ơn. Alo, alo. Ô thanh thằng ơi.